Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của TV Audio ha. Thì như mình đã hứa thì trước cái đây mấy clip mình có làm một clip đập hộp một cái dòng là Dune Mark Vision để review trong cái hộp nó có cái gì. Và mình đã hứa đã sẽ khui thùng cho mọi người xem một cái con Mark hoặc Ultra đều được. Thì hôm nay may quá xin được rồi, mình đã xin được hãng cho mình đập hộp, không phải đập hộp mà gọi là mổ ruột một cái dòng gọi là dòng Dune đầu bảng hiện nay, đó là dòng Dune Ultra Vision ha, dòng Dune Ultra Vision 4K, giá lẻ lên tới 40 mấy triệu á. Cái này thì mình phải xin nha, mình phải xin tiêu bản bên hãng để mình mở ra cho mọi người xem, để mọi người có thể tham khảo, rồi mọi người có thể nhìn được xem là bên trong ruột một con Dune đầu bảng hiện nay thì nó có những thành phần gì và tại sao giá nó lại cao như thế. Thì mình với mọi người cùng nhau bắt đầu và xem video thôi. Ok, thực tế thì con này mình đã tháo ra rồi nha mọi người. Đây mọi người có thể thấy đây, ốc mình đã để sẵn đây rồi. Thì bởi vì là con này khá là khó tháo nên mình cũng phải nhờ hỗ trợ, gọi qua hãng hỗ trợ xem là nó tháo như thế nào rồi mình mới dám tháo. Đây, sau khi tháo ra thì thành quả đây, cũng hơi cứng cứng xíu ấy. Ở đây đó. Cái con này không hẳn là một con mới 100% nha, đây là một con trưng bày của bên hãng á, nên là nó sẽ hơi bụi một tí. Mọi người nhìn, mọi người sẽ thấy, chắc là quay gần là mọi người thấy, là mọi người thấy bụi không đó, trời bụi quá trời bụi luôn rồi. Thôi bụi kệ nó đi, để chỉ cho mọi người coi em trong những thành phần trong đây có gì là được rồi. Ok ha, rồi chắc là quay một vòng cho mọi người coi đi đã, trước đi đã, rồi mình sẽ chỉ cho mọi người từng thành phần của nó. Đây, đây là cái mạch LCD nè, cái mạch hiển thị LCD nè. Thì đây nó có một cái bo mạch nhỏ nhỏ đây nè. Thì bên cái phần nào, nói chung là bất cứ cái thiết bị nào mà có mạch LCD thì đều có cái bo này. Rồi, thứ hai nữa là một cái quạt tản nhiệt nha. Đây là một quạt tản nhiệt. Mọi người biết sao để đây không? Tại vì đây là có cái khay ổ cứng thôi. Nếu mọi người quay ra phía trước là mọi người thấy khay ổ cứng nè, thấy không? Rồi đây, đây, đây. Rõ ràng ha, mọi người thấy cái lẫy không? Đó, đẩy ổ cứng ra thôi. Đó, thì ở đây nó sẽ nhét ổ cứng vào. Cái dòng này là cái dòng để được hai ổ cứng nên sẽ có một ổ cứng ở đây và một khe ổ cứng ở đây ha. Một khe ổ cứng ở đây, nhưng mà ở đây mới có quạt tản nhiệt thôi, đây thì không có. Đây theo mình thấy thì không có quạt tản nhiệt ở phía này. Rồi. Đây là cái bo. Đây là cái bo điện tử của nó này, bo xử lý điện tử của nó này. Và phía đằng sau này nữa, nó chìm ở dưới này, chắc mọi người không khó mà thấy được cái này, phải gỡ cái này ra thì mọi người mới thấy được cái bo chính xác của nó. Thật ra là cái Dune Ultra này mình hay chia sẻ với mọi người cái việc là những hai cái dòng đầu bảng là đầu bảng nhì bảng hiện nay là Ultra Vision với Max Vision á, nó sẽ có một thành phần nó khác, nó tương tự cái bộ phần mạch điện tử á, nó sẽ tương tự như cái ông mà Solo 4K, nó không khác nhiều đâu, thì nó một nửa bên đây thì nó giống y chang những cái con khác. Tuy nhiên một nửa còn lại đây, mọi người thấy không, đây là cái bộ mà mắc tiền này. Cái bộ này là bộ DAC nha mọi người. Cái bộ này là cái bộ DAC, đây mình nóng lại lại. Cái bộ này chính là bộ DAC tạo nên chất âm của cái con Dune Ultra này. Về phần nhạc nhẽo sao cho nó hay ho này kia là do con này nha, do cái ông này nè, hai ông này nè, là hai cái chip xử lý của nó. Đó, thì mọi người chắc là quay thế này đi, chắc mọi người dễ nhìn hơn, là mọi người dễ hiểu. Quay từ phía sau ra này, mọi người dễ hiểu không? Mọi người cứ chấm điểm này, đây mọi người từ đến đây nè, tính từ đây mọi người đổ lên nè, tức là một nửa bên đây nó sẽ là những thành phần liên quan đến kiểu như là mạch về, liên quan đến thiết bị vi xử lý này kia, liên quan đến như con những Dune Solo á, những mạch vi xử lý này kia, điện tử này kia đó. Còn từ đây qua đây là con DAC ha, nên là lý do đây DAC đây. Đó, từ đây qua đây. Nên là mọi người mà xài con Dune Ultra này ấy, mọi người bữa mình có nói là Ultra hay Max Vision cũng vậy nhau. Có nghĩa là mọi người mà từ đây này, mọi người nên cắm dây từ đây đổ sang này. Để sao? Để mình tận dụng được cái này. Để mình tận dụng được cái bo DAC này này. Chứ mọi người mà cắm bên đây thì nó chả khác với con Dune Solo cả. Mọi người mà cắm bên đây này, tín hiệu mà bên đây này, thì nó có mới có nửa bên đây à. Tức là mới xài con nửa này bỏ rồi. Tức là mình bỏ tiền đi rồi, nên là thường là cắm dây là mình lúc nào mình bảo mọi người nên cắm dây setup âm thanh ra bên đây này, âm thanh nó sẽ hay hơn ha. Đó, có sẵn cổng cho mọi người luôn, mà cổng này là đều là đi ra. Cái này mọi người quay ở chính giữa này mọi người sẽ thấy không, thấy đúng không?
Đó thì đó thì tức là từ đây cho đây nhìn rất là rõ luôn, nhìn nếu mà mọi người thực tế ở đây mọi người nhìn xem người thấy rất là rõ nhé. Từ mạch rõ ràng mạch ở đây bắt đầu nó sẽ có hai cái chấu này. Nó sẽ ra hai cái rắc đó. Rõ ràng là từ chấu này từ mạch DAC ra chứ không phải là từ cái bo nguồn từ cái bo tín hiệu chính ra. Đó, nên là tín hiệu âm thanh từ phía bên này nó sẽ ra nó sẽ hay hơn nhiều, qua mạch DAC nó sẽ hay hơn nhiều so với mình mọi người cắm bên đây ra. Đó. Và một điểm đặc biệt thứ hai nữa của cái con Ultra Vision này so với dòng Max Vision, tại sao nó đầu bảng đây, tại đây 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 là lý do nó đầu bảng đây, nó sử dụng hai cái nguồn độc lập với nhau nha mọi người. Với đun Max Vision nó chỉ có một cái nguồn độc lập thôi, mình không có con Max Vision đây nhưng mà mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Max Vision nó chỉ có một nguồn thôi và nó nuôi bộ này với bộ này, hai bộ nha. Tuy nhiên Ultra Vision thì khác, Ultra Vision họ đẩy cao lên cái nhu cầu của khách hàng nên là nguồn này một bộ nguồn sẽ nuôi bên đây và một bộ nguồn sẽ nuôi bên đây. Mọi người thấy DJ mọi người biết ở đây thấy dây nguồn không này. Mọi người thấy DJ mọi người biết đi luồn đây này, đi luồn qua đây, đi qua đây nè mọi người thấy này, nhìn đây cho nó rõ này, nhìn quay đây cho nó rõ này. Nếu mọi người nè, điện vô là đúng không, đây ổ điện cắm vô này, thấy chưa, ổ điện cắm vô này, đi qua dây này, dây nguồn ra này, một sợi vô cấp nguồn vô đây, một sợi đây cấp nguồn vô đây. Thế không phải là nguồn rời hai bên không? Sao mỗi ông nuôi kiểu mỗi ông này ấy, nuôi ông này đi qua đây, một ông thì một ông thì rời qua đây đâu rồi? Đây sợi này đúng không? Đó sợi này đi cắm qua đây, đó xong rồi từ ông này nó chuyển tiếp từ đây luồn ra đây, nó luồn dây ra đây, luồn dây ra đây, đây này luồn cái dây này qua qua đây, đó hay không? Tức là hai cái nguồn này mỗi nguồn sẽ nuôi cho một thiết bị độc lập với nhau. Đó, thế là mọi người sẽ biết là gì cái này tại sao mọi người, cái hãng nó lại làm cái một cái nguồn rời như thế này. Bởi vì thứ nhất á, là làm đảm bảo cho cái này không bị sụt nguồn, tức là nguồn lúc nào cũng ổn định. Nếu mọi người chơi chắc là cái này mấy anh bên Hi-Fi hay em chắc quá rành chuyện này, bởi vì nguồn ổn định rất quan trọng cho cái việc chất lượng về liên quan đến chất lượng âm thanh. Nên hầu hết các thiết bị này mỗi thiết bị đều phải có nguồn rời hết. Đó. Nên là Ultra Vision nó mới thiết kế hai bộ nguồn khác nhau cho hai cái mạch khác nhau. Đó thì cái đó là cái điểm đặc biệt nhất của con Ultra Vision so với cái dòng khác. Cái bảo vệ thứ hai thứ là dĩ nhiên đó là cái chất lượng của cái DAC này đó. Thì cái chất lượng DAC này thì nó sẽ cộng vào giá tiền thì mọi người biết rồi đó. Còn Dun Ultra Vision này giá lên đến 45 triệu mới là bản gọi là chưa có Smart Karaoke nha. Bản có Smart Karaoke có ổ cứng này kia vô nữa thì giá nó còn cao nữa. À đây nó còn cái này nữa này, ra đây nãy chưa quên chỉ cho mọi người cái này hay lắm này. Cái này á optical out đúng không? Đây là optical out này. Nó có optical in nữa này. Mọi người thấy digital in nó có optical in luôn này. Mọi người thấy không? Không biết thấy không? À, mọi người optical in. Thấy không? Rất đầy đủ cực kỳ nhiều cổng nha mọi người, cực kỳ nhiều cổng luôn. Quay lướt ra cho mọi người thấy chứ. Mọi người nếu mà mọi người thật ra mọi người để ý đi. Từ đây qua đây nó không khác gì con solo luôn. Không khác gì con solo, cũng ba cổng HDMI là một cái là in, hai cái out và một cái là out chuyên chỉ audio thôi. Y xì luôn, không khác gì hết. Các cái mạch này bo này y chang nhau luôn, cũng cái chốt này là y như vậy luôn. Không khác gì nha, đặc biệt cái con Max Vision nó giống hoặc là con solo nó giống y thế này. Cái bo sau đi sau sau giống y thế này. Tuy nhiên có mỗi ông này là thêm đường khúc nữa. Đó. Là nó cái sự rất là sự khác biệt. Lớn luôn. Thật ra về cái mình cũng muốn nói chi tiết về cái mạch này lắm nhưng mà nói chung là nói về thì sẽ nói về cái mạch này thì nó sẽ hơi khô khan một tí nên mình sẽ lướt qua luôn. Về chất lượng thì về đun thì mình sẽ đây không phải là một sản phẩm mới nữa nên là mình sẽ không nói gì về cái bo mạch nó xài cái gì, chip cái gì mà cái này thì mọi người có thể tự trải nghiệm, mọi người có thể nghe demo trải nghiệm ở showroom của Thiên Vũ thì mọi người có tự đánh giá được cái chất lượng sản phẩm này rồi. Cái này mình không muốn chỉ, không có muốn nói dài dòng thêm nữa. Mình ở đây mình chỉ muốn nhấn mạnh rằng là anh em nào mà hoặc là anh chị nào đang xài dòng Dun Ultra này thì mình mở ra cho mọi người xem xong là trong ruột nó có cái gì và lý do tại sao mình luôn tư vấn cho mọi người xài là những cái cổng phía bên cái phần DAC này là để cho cái chất lượng thanh nó tốt hơn. Ở đây nó có một cái hình rất là trực quan, đây là một cái mở ra rất là trực quan để mọi người coi được. Ok, vừa rồi là một clip rất là nhanh thôi, một cái clip mổ bụng rất là nhanh cái dòng Dun Ultra Vision 4K mà bên Thiên Vũ thường hay bán cho các khách hàng.
Thì là hy vọng là clip này sẽ cho mọi người hiểu hơn được cái tính năng, cái ruột rà của cái con Dun Ultra này nó có cái gì và tại sao, lý do tại sao giá trị sản phẩm của nó lại cao như thế. Còn về cái vấn đề mà Dun Ultra này nó chạy được karaoke hay gì thì cái đó là mình đã chia sẻ hết rồi. Nên nếu mọi người thắc mắc thì mọi người có thể comment phía dưới, mình sẽ gửi link clip cho mọi người tham khảo thêm ha. Mình là Khánh, nếu mọi người muốn bóc ruột một cái sản phẩm bất kỳ nào đó thì mọi người có thể comment cho phía dưới cho mình biết nhé. Bye bye.